Sân nhà của 14 câu lạc bộ bóng đá mạnh nhất Cambodia. Lai Stadium nằm ở thành phố Sihanouk Vinh, là sân nhà của câu lạc bộ Lai FC SHV, đội bóng vừa vô địch Cambodian League 2. Được xây dựng vào năm 2007, sân vận động này mới được cải tạo trong năm 2023. Sức chứa của Lai Stadium khoảng 1.000 chỗ ngồi. Sân vận động Học viện bóng đá Bati là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Học viện bóng đá quốc gia Cambodia. Nằm tại huyện Bati của tỉnh Ta Kéo, sân vận động này nằm trong học viện bóng đá rộng 15 ha, được khánh thành vào tháng 6 năm 2013, với kinh phí xây dựng 2,2 triệu đô la Mỹ. Nằm ở huyện Kien Savay của tỉnh Kandan, sân vận động Học viện Cảnh sát Cambodia là sân nhà của Hiệp hội bóng đá Bộ Nội vụ. Được xây dựng vào năm 1996, sân vận động này là một phần của Học viện Cảnh sát Cambodia rộng 13 ha. Sức chứa của sân vận động Học viện Cảnh sát Cambodia khoảng 200 chỗ ngồi. Sân vận động Savay Thom là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Siem Reap. Nằm ở huyện Prasat Bakong của tỉnh Siem Reap, sân vận động này có sức chứa khoảng 3.000 khán giả. Kirivong Sok Sen Chay là sân vận động nhỏ nhất tại giải ngoại hạng Cambodia năm nay. Sân bóng nằm tại tỉnh Ta Kieu này chỉ có sức chứa 800 khán giả với một phần khán đài nhỏ duy nhất. Không gian phía dưới khán đài cũng rất chật hẹp, chỉ đủ cho hai phòng thay đồ của các câu lạc bộ. Sân bóng này sử dụng cỏ lá gừng và không được trang bị dàn đèn. Hiện tại đội bóng chủ quản là câu lạc bộ Kirivong Sok Sen Chay đang lên kế hoạch nâng cấp mở rộng sân nhà của mình trong thời gian tới. Prayvien là sân nhà của tân binh Prayvien FC. Đây cũng là một sân bóng có sức chứa rất hạn chế, cùng cơ sở vật chất nghèo nàn tại giải ngoại hạng Cambodia. Được bắt đầu xây dựng từ năm 2019 tại tỉnh Prayvien, sân bóng này chính thức hoàn thành vào năm 2020. Sân vận động Prayvien chỉ có một khán đài nhỏ, với sức chứa chỉ khoảng 1.000 khán giả. Mặt sân cũng sử dụng cỏ lá gừng, và cũng không được trang bị dàn đèn chiếu sáng. Sân vận động tỉnh Kampong Speu có kinh phí xây dựng hơn 4 triệu đô la Mỹ, chính thức được khánh thành vào ngày 6 tháng 9 năm 2022. Việc xây dựng sân vận động bắt đầu vào tháng 2 năm 2021. Trên khu đất rộng 40.000 m2, nằm trên quốc lộ 44 tại làng Tamon, tỉnh Kampong Speu. Với chỉ một khán đài duy nhất, sân vận động này có sức chứa 3.000 khán giả, khán đài này cũng được trang bị mái che. Sân bóng này sử dụng cỏ nhân tạo và được trang bị dàn đèn chiếu sáng đáp ứng yêu cầu của ban tổ chức Cambodian Premier League. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ Nagawon FC. Sân vận động Savay Riêng được hoàn thành năm 2015 tại tỉnh Savay Riêng. Với sức chứa ban đầu là 2.150 khán giả, sân bóng này là sân nhà của câu lạc bộ Prakhan Vic Savay Riêng. Ngay sau khi mùa giải 2022 kết thúc, sân vận động Savay Riêng đã được nâng cấp và mở rộng, bao gồm việc mở rộng khán đài thêm 1.600 chỗ ngồi để nâng sức chứa lên 3.750 khán giả. Khán đài mới cũng có mái che và được thiết kế liền mạch với khán đài trung tâm. Mặt cỏ lá gừng được thay thế bằng cỏ paspalum hiện đại và chất lượng hơn. Dàn đèn chiếu sáng cũng được nâng cấp lên độ sáng 1.200 lux đáp ứng yêu cầu của AFC. AIA Stadium KMS Park là sân nhà của tân binh còn lại tại mùa giải năm nay, câu lạc bộ ISI Dangkor Senkhay. Được bắt đầu cải tạo lại từ đầu năm 2022 để đáp ứng yêu cầu của ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Cambodia. AIA Stadium KMS Park nằm trong khu công nghiệp KMS Park tại thủ đô Phnom Penh mở cửa trở lại vào tháng 8 năm 2022. Đây là một sân vận động dành riêng cho bóng đá, với mặt cỏ paspalum chất lượng. Việc lắp đặt toàn bộ ghế ngồi trên hai khán đài, sức chứa của sân vận động này hiện nay là 4.000 chỗ ngồi. Gần đây nhất, sân vận động này cũng đã bổ sung dàn đèn chiếu sáng với sự tài trợ của một doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Việt Nam.
Sân vận động này sẽ được mở rộng trong tương lai để nâng sức chứa lên khoảng 14.000 khán giả. ASN Stadium là sân nhà của đương kim vô địch Phnom Penh Crown FC. Được bắt đầu xây dựng từ năm 2014, sân bóng này chính thức khánh thành vào năm 2015 với tổng chi phí 1 triệu đô la Mỹ cho cả các công trình phụ trợ bên ngoài sân vận động. Tên của sân vận động được đặt theo tên của cố chủ tịch câu lạc bộ Phnom Penh Crown, ông Rithi Sanang. Với 4 mặt khán đài, sân vận động này có sức chứa 5.000 chỗ ngồi. Đây là một trong những sân vận động dành riêng cho bóng đá đầu tiên tại Cambodia. Sân bóng này cũng sử dụng cỏ Paspalam. Vào tháng 4 năm 2023, sân vận động này đã được nâng cấp để tổ chức SEA Games 32. Toàn bộ khán đài đã được sơn sửa lại và lắp đặt mái che. Hiện tại, nhiều hạng mục khác bên ngoài sân vận động này cũng đang được Phnom Penh Crown FC xây dựng bổ sung. Sân vận động Hanuman tại tỉnh Siem Reap hiện là sân nhà của câu lạc bộ Angkor Tigers. Sân bóng này được khởi công xây dựng vào năm 2019 và chính thức khánh thành vào năm 2020. Tên gọi ban đầu của sân là SIU Stadium. Nó chính thức đổi tên thành Hanuman theo hợp đồng tài trợ từ tháng 2 năm 2022. Sân bóng này có 3 mặt khán đài và là một sân vận động dành riêng cho bóng đá rất nhỏ gọn. Sức chứa hiện tại của sân vận động Hanuman là 5.030 khán giả. Khán đài A và B của sân được lắp đặt mái che. Mặt sân Hanuman sử dụng cỏ Bermuda. Chủ sở hữu của sân vận động này là Hiệp hội bóng đá Siem Reap United. Dự định sẽ bổ sung thêm dàn đèn cho sân vận động từ năm 2022, nhưng đến thời điểm hiện tại dự định đó vẫn chưa được thực hiện. Sân vận động Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Cambodia là một trong những sân vận động lâu đời nhất tại quốc gia này. Được hoàn thành vào những năm 1920, sân vận động này hiện là sân nhà của câu lạc bộ Tiffy Army. Sức chứa của sân vận động Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Cambodia hiện nay là khoảng 8.000 khán giả. Đây cũng là một trong những sân vận động đã tổ chức SEA Games 32 vừa qua. Nó cũng đã được cải tạo mạnh mẽ, bao gồm việc làm mới hệ thống chiếu sáng, sơn sửa lại toàn bộ khán đài, thay thế ghế ngồi trên khán đài A và bổ sung các cabin kỹ thuật chất lượng cao. Trước đó, mặt cỏ sân vận động này cũng đã được làm mới bằng loại cỏ Paspalam vào năm 2021. Sân vận động Green ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh được biết đến là sân vận động đẹp nhất tại giải ngoại hạng Cambodia. Đây là sân bóng được đầu tư bài bản, chỉn chu và rất chuyên nghiệp. Được khởi công xây dựng vào năm 2016, sân vận động này chính thức hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2017. Sau một vài lần nâng cấp, sức chứa của sân vận động Green là 10.000 chỗ ngồi. Cả 3 mặt khán đài của sân vận động này đều được lắp đặt ghế ngồi. Sân vận động này được lắp đặt khá nhiều màn hình LED, trong đó có hệ thống các màn hình được lắp đặt chạy dài phía trên khán đài A và B. Lần gần nhất, để chuẩn bị cho SEA Games 32, sân vận động Green đã được đầu tư nâng cấp khá lớn, bao gồm việc thay thế mặt cỏ lá gừng bằng loại cỏ Soysia chất lượng cao và làm mới hệ thống thoát nước. Dàn đèn chiếu sáng cũng được nâng công suất lên gấp đôi khi bổ sung thêm 2 cột đèn. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ Visakha. Sau khi rời bỏ sân nhà cũ Cambodian Airways Stadium, câu lạc bộ Bungket đã quyết định chọn sân vận động Olympic để làm sân nhà tạm thời ở mùa giải 2023-2024. Sân vận động Olympic được biết đến là sân bóng nổi tiếng nhất của Cambodia. Nó được khởi công xây dựng từ năm 1962 và chính thức khánh thành vào năm 1964. Là một trong những sân vận động được xây dựng theo kiểu đắp đất. Hơn 500.000 mét khối đất đã được đào đắp để tạo hình cho sân vận động này. Suốt thời gian dài, sân vận động này gắn bó với mặt cỏ nhân tạo cùng các khán đài bậc thang không ghế ngồi. Sân vận động Olympic chính thức lột xác sau cuộc cải tạo toàn diện cho SEA Games 32 vừa qua. Toàn bộ khán đài được lắp đặt ghế ngồi với loại ghế không tựa, khiến sức chứa của sân giảm từ 50.000 xuống 35.000 khán giả. Mặt cỏ nhân tạo huyền thoại được thay thế bằng loại cỏ Soysia chất lượng cao. Kể từ khi được làm mới, mặt cỏ sân vận động này luôn được chăm sóc rất tốt, giúp nó trở thành một trong những mặt cỏ tốt nhất tại các sân vận động của khu vực Đông Nam Á hiện nay. Minh chứng là tại SEA Games 32, dù các trận đấu diễn ra với mật độ rất dày, mặt cỏ sân vận động Olympic gần như không bị ảnh hưởng gì. Dàn đèn sân vận động này cũng đã được nâng cấp sau đợt cải tạo vừa qua.
Hiện tại, các đội tuyển bóng đá quốc gia của Cambodia vẫn thường xuyên thi đấu tại đây mặc dù nước này đã có sân vận động quốc gia mới 60.000 chỗ ngồi.